tiếp tục bộ hành trình của ngày hôm nay, em sẽ xuống nhà anh Sơn ở Mỹ Đức, Hà Nội để đặt cho anh dàn karaoke của một đôi loa VA12 Pro, một cục đẩy X23 Pro, một bộ mic không dây VK321. Các bác và anh em cùng theo chân hai anh em xuống nhà anh Sơn nhá, để cùng chúc xuân với cả trải nghiệm Tết Đông của đôi loa VA12 Pro tại nhà, tại không gian của nhà anh. Hiện tại em đang có mặt tại địa phận Chương Mỹ, Hà Nội, khoảng gần 40 cây nữa thôi là em sẽ tới nhà anh Sơn. Các bác và anh em mà cùng chờ đón trong giây lát nhá. Thank you.